Bạn trong nhiều năm nay thì Võ Đường Thanh Phong vẫn đều đặn định kỳ tổ chức các cuộc thi lên đai cho các học sinh nhằm đánh giá kết quả học tập cũng như là công tác đào tạo của các huấn luyện viên ở các phân đường. Và kỳ thi lên đai vừa diễn ra thì đã không chỉ góp phần động viên khuyến khích thế hệ trẻ chăm chỉ luyện tập võ thuật cũng như là học văn hóa một cách tốt hơn. Từ khắp các phần đường có được thông tàu từ tham gia từ đại học tập một trong những bản kiểm tra đầu tiên là phần nội dung công phá dùng các trường hợp nói từ các tốc độ hiện nay có được thông tàu đang duy trì trong việc tập tại Hà Nội ngoài việc duy trì các buổi phong trào khoa học và duy trì mầm non từ bản trường đại học có được thông tàu còn mở các câu lạc bộ võ thuật ở nhiều phường xã trên địa bàn thủ đô chỉ có thể được tại các câu lạc bộ học viện an ninh nhân dân trường công lập tổ chức đại đã thành nhiều thành tích cao mà lớn nhất là liên hoan cho thanh niên công dân cũng tham gia cán bộ tham gia với phương châm của đạo trước khi học kỹ thuật, Võ Đường Thanh Phong đã đào tạo thân hàng ngàn học sinh ở các cấp tham gia nhiều giải đấu quốc gia quốc tế. Với những gì đã làm được trong thế hệ trẻ Việt Nam, trong phương châm sức khỏe, tinh thần yêu và tất cả dân tộc yêu nước và tự hào dân tộc, trong suốt thời gian năm qua, Võ Đường đã cùng với đồng chí của thủ đô với nhiều phát tích cực và phong trào lập nghiệp cũng như được tập trung phát triển với văn hóa học dân tộc. Trong thời gian tới, Võ Đường Thanh Phong sẽ tiếp tục với các phát triển tham gia thể sức khỏe, góp phần truyền bá văn hóa của dân tộc. Còn bây giờ như thường lệ, chuyên mục thể thao cập nhật sẽ mang tới cho quý vị.